mọi người cần có nhận thức đúng và đầy đủ về dịch bệnh, có ý thức và trách nhiệm về bản thân và cộng đồng, tin tưởng vào những giải pháp mà chính quyền đưa ra. Mọi người hãy nhớ hạn chế tụ tập nơi đông người, nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để bảo vệ bản thân. Hãy nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng, nói không với những hành động like và chia sẻ những thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Hãy tự nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch bệnh. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, quyết thắng đại dịch bằng tinh thần Việt Nam. Mỗi người chúng ta hãy là một chiến sĩ trong chiến dịch phòng chống dịch. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau xây dựng ý thức, giữ gìn sự an toàn cho cộng đồng và chia sẻ trách nhiệm cho xã hội trong việc phòng chống đại dịch. Cùng chung sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch. An toàn cho sức khỏe cộng đồng là ưu tiên số 1. Bóng đá Việt Nam không đứng ngoài cuộc chiến chống đại dịch. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức các giải bóng đá quốc gia luôn chung tay cùng cả nước để lùi dịch Covid-19.